Xin chào bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thay gulo sấy cho cái máy in Brother HNL2270DW nha các bạn. Các bạn in ra các bạn thấy nó bị cái mẫu sọc trắng rồi. Mực râm bình thường nha các bạn. Râm thì bị cái chấm đen này thì mình không nói nha. Còn cái sọc chỉ trắng nè, nó mờ nó lem lem nữa các bạn. Rồi. Bây giờ đầu tiên các bạn sẽ tắt bắt nguồn, rút các nguồn ra. Cái máy này để các bạn lấy cái ca chích mực rum ra thì các bạn bật nắp cửa ra ha, ngay giữa ta cầm, bạn kéo thẳng ra bên ngoài. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xoay cái lưng máy lại, kéo khay giấy ra luôn nha các bạn, kéo khay giấy bỏ ra bên ngoài. Rồi, đằng sau lưng máy các bạn sẽ kéo cái nắp đắp led này ra ngoài luôn. Dơ quá ha, lát tôi rửa là cái nắp lại. Rồi sau khi lấy nắp đắp led ra thì các bạn sẽ bật cái nắp thêm sao xuống. Mấy máy router nữa tương tự với nhau các bạn. Rồi mình bật bên trái bên phải nhẹ nhàng để lấy được cái nắp này ra. Cái vỏ này dơ quá nên chắc mình phải rửa thôi. Rồi tiếp theo tới cái nắp này cũng vậy, nó có một chiều một các bạn, bạn xoay đúng cái chiều nó để bạn sẽ lấy ra được. Nó có cái chụp tròn đó các bạn, mặt vạt nữa, các bạn xoay đúng cái khe này các bạn sẽ lấy ra được. Rồi tiếp theo cái nắp này cũng vậy. Đây user họ sử dụng thì có những vật thể lạ nó lọt vào bên trong máy thì nó làm cho máy mình dễ bị kẹt giấy. Các bạn bật xuống thì cứ lấy ra thôi. Đây, bên này cũng vậy các bạn thấy không? Cái chốt tròn nó xoay đúng cái khớp nó thì các bạn sẽ lấy ra được. Hai bên đối xứng nhau, y chang nhau nha các bạn. Rồi bây giờ đã lấy được cái cụm sấy ra bên ngoài thì các bạn sẽ tháo hai ốc hai bên. Hai ốc cố định đó ha. Rồi, nắm hai cái tay này kéo ra. Khá nhiều vật thể lạ rớt ra. Rồi cái nắp bên trái nè, các bạn sẽ bật ra. Nắn lên chút xíu bật ra các bạn. Mình không có tháo toàn bộ chi tiết ra ha. Bạn lật nghiêng lên cho dễ tháo ra. Nó cứng cứng có mấy khớp rồi. Các bạn kéo ra vừa vừa thế này cũng được rồi. Rồi có chốt trắng bên đây. Có một cái connector của sấy, các bạn bật qua đây này lấy tháo chốt ra. Rồi bên này có hai cái chốt, hai cái dắt cắm màu đỏ màu trắng. Các bạn ơi, lấy kìm kẹp nhẹ thôi nha, đừng dùng lực lớn quá. Rồi tiếp theo sẽ tháo hai ốc này ra. Hai ốc này cố định của cụm sấy nha các bạn.
Rồi, các bạn sẽ lấy được cái cầm sấy ra bên ngoài. Đây các bạn thấy cái lô sấy ha. Rất là xấu. Rồi, các bạn sẽ đặt cái máy ra chỗ khác. Bây giờ mình sẽ thao tác trên cái cụm sấy thôi. Rồi, để tháo cụm sấy thì chúng ta sẽ tháo hai ốc này ra. Tháo nắp nhựa hướng giấy các bạn. Để các bạn thấy ha, nè, vô lô sấy nó gì nè. Cái vị trí của cái bảng in đó, cái tờ giấy nó chạy qua nó làm cho cái bảng in mình rất là xấu. Rồi bây giờ mình tháo luôn nha các bạn. Bây giờ sẽ tháo hai cái lò xo ra. Bạn dùng kìm ha. Tháo cái lò xo nhỏ ra. Rồi xong. Tháo hai lò xo ra sẽ tách ra được cái rulo. Rulo ép ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo rulo sấy ra. Thì cái rulo sấy nó có một cái thanh đèn sấy. Nên các bạn tháo ra các bạn lưu ý nha, rất là dễ bị gãy. Rồi để tháo ra thì ngay chỗ này, bên đầu nè. Bạn bóp vào. Kéo ra. Móc gài thôi các bạn. Tương tự như vậy, bên đầu này cũng vậy. Có một cái giắc cắm ở chỗ này ha. Để các bạn sẽ lấy đồ của bạn nãy ra. Tháo nó nhôm ra. Ngay chỗ này các bạn tháo ra cho nó nhóm nhóm lên để cho mình dễ rút ra. Rồi, bên này nhóm lên. Khi tháo ra các bạn lưu ý ha. Đây. Cái nhông ở chỗ này, cái mặt vạt chỗ này nó đưa lên, mấy cái khóa nó ha, bên trái nó cũng vậy. Để khi lát mình lắp lại nó sẽ không có bị sai lệch nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái chốt trắng này ra.
Rồi các bạn tháo đèn để qua một cái khu vực khác ha, xa chỗ các bạn đang làm. Rồi đây, cái vòng xuyến này các bạn tháo ra. Bên này thì nó có gài lại nha, bằng hai cái vòng sắt. Các bạn nắn vô lại. Rồi, rút ra. Đây, bây giờ mình sẽ thay bằng gu lô sẵn sét. Kích thước size này nó nhỏ hơn so với của mấy cái size như là 2385 các bạn. Gài vào khớp thì chúng ta chỉ việc lắp lại thôi. Các bạn thấy mình tháo ra mình để có một chiều một mà, nhiều khi mình không quan tâm luôn đó. Mình chỉ việc nó lắp vào đúng khớp. Lắp vào đúng khớp. Rồi, khóa nó lại là xong. Cứng ngắc luôn. Bây giờ mình sẽ xử lý tới cái cò sấy nha các bạn. Cò sấy thì xài thời gian thì sẽ bám rất là nhiều mực. Nên các bạn sẽ vệ sinh cái cò cho nó thật là sạch. Các bạn lấy cana hay gì ha. Đây, bốn cò. Cò bám mực dữ lắm rồi. Bám một cục mực luôn. Đây, sau khi xong hết rồi các bạn sẽ lắp lại. Nó có một chiều một các bạn, không có gắn ngược được.
Đẩy bóng gò lên. Rồi, các bạn lắp vô thấy bốn con ôm vô gô lô sấy vậy là ok ha. Sau đó chúng ta sẽ xếp ốc lại ha. Đây, mình gài cái con nó to này vô lại luôn. Rồi các bạn xoay mà ok vậy là được ha. Sau đó mình sẽ lắp cái gô lô ép lại. Tình trạng cái gô lô ép này vẫn còn xài ok nha các bạn. Gô lô ép vẫn còn rất là đẹp. Nên là mình sẽ không thay gô lô ép. Rồi, hai là sau hai bên móc lại kéo lên.
ngâm rửa cho thật là sạch nha các bạn. Xưởng anh không bao giờ nhanh chóng được, xưởng nhanh chỉ là làm lẹ, chứ còn mà không có sạch sẽ thì máy nó hay phát sinh ra những cái bệnh mà khó hiểu lắm mọi người. Rồi cái này là phơi cũng mất hết buổi rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cụm sấy lại.
copier for Renchip.